Hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang tổ chức lễ bàn giao 100 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn trên địa bàn huyện Phú Tân. Đồng chí Võ Nguyên Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo huyện Phú Tân đến dự lễ bàn giao. Mỗi căn nhà được bàn giao có diện tích tối thiểu 32 m², kinh phí xây dựng từ 54 triệu đến 300 triệu đồng, tổng kinh phí xây dựng 100 căn nhà trên 7 tỷ 800 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang BIDV hỗ trợ 5 tỷ đồng, bình quân mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và địa phương vận động đóng góp thêm. Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh trân trọng và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của BIDV đối với huyện Phú Tân. Đây là việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực, không chỉ giúp người nghèo có được nơi ở ổn định mà còn góp phần giúp huyện Phú Tân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Bí thư Huyện ủy Phú Tân mong muốn bà con sau khi được bàn giao nhà cố gắng làm ăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Dịp này, mỗi hộ gia đình được nhận một phần quà gồm gạo, mì và một số nhu yếu phẩm.